Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ sáu ngày mùng 5 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Tiến sĩ Lương Anh Tuấn chi tiêu thế nào để hồi phục kinh tế Việt Nam đây. Việt Nam lúc này đang tập trung các biện pháp để hồi phục kinh tế giữa dịch Covid-19, trong đó có kích thích tổng cầu, tạo việc làm, tiêu thụ hàng hóa, vân vân. Trong diễn biến mới nhất, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có tờ trình, trong đó tổng tính toán, tổng nguồn lực để thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế sau dịch bệnh COVID-19 là 800.000 tỷ đồng. Việc huy động nguồn lực dự kiến từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên, nguồn phát hành trái phiếu chính phủ, huy động các quỹ tài chính nhà nước, nước ngoài và ngân sách và quỹ dự trữ ngoại hối trong trường hợp cần thiết, nguồn vay từ các định chế tài chính khác. Đài BBC tiếng Việt đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Lương Tuấn Anh, đang là giảng viên tại Đại học The Montfort, Anh Quốc. Ông Lương Tuấn Anh nhận định rằng vừa với bằng kinh tế tại đại học tại Hoa Kỳ năm 2011 và từng dạy Đại học Tài chính Kinh tế Thượng Hải trước khi sang làm việc ở Anh cũng có rất nhiều kinh nghiệm. Ông cho rằng ý thức cộng đồng và niềm tin vào chính phủ là hai trong các lợi thế của Việt Nam trong việc kiểm soát dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế. Đây là hình ảnh Thủ tướng Anh Boris Johnson và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đón tiếp Thủ tướng Phạm Minh Chính ở Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu. Việt Nam không thể so sánh với các nước phát triển về hệ thống chăm sóc y tế. Thứ hai, một bộ phận lớn người dân phụ thuộc vào nền kinh tế phi chính thức cũng gây khó khăn cho chính phủ trong việc thống kê và cứu trợ kịp thời. Tiến sĩ Lương Tuấn Anh đã nêu ra nhận định như vậy. Tuy nhiên, Việt Nam lại có điểm mạnh là ý thức cộng đồng và niềm tin vào chính phủ của một rất nhiều người. Và Việt Nam đã có kinh nghiệm trong việc ngăn chặn các đại dịch như dịch SARS vào năm 2003 đã giúp người dân nhận thức rõ sự nguy hiểm của đại dịch lần này và tầm quan trọng của việc ngăn chặn lây lan trong cộng đồng. Chính hai yếu tố kể trên đã dẫn đến việc người dân cùng chung tay với chính phủ để giải quyết vấn nạn này. Trong đợt dịch vừa qua, tôi đã rất xúc động khi thấy các đội tình nguyện đã đến tận những con hẻm nhỏ để giúp người dân mua hàng nhu yếu phẩm hay chuyển bệnh nhân đến bệnh viện. Những nhóm thiện nguyện này đã giúp nối cánh tay của nhà nước đến những nơi mà y tế không thể tiếp cận và phục vụ được. Vừa qua, Ngân hàng Thế giới đã có phân tích rằng sau 18 tháng của đại dịch COVID-19, cả thế giới đang bước vào thời kỳ phục hồi lớn nhất trong 80 năm qua. Kinh tế toàn cầu được dự đoán sẽ tăng trưởng 5,6%, tuy nhiên sự phục hồi này lại không đồng đều, chủ yếu đến từ hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc. Đây là hình ảnh một công ty may mặc trong khu chế xuất tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tái hoạt động. Những nước có thu nhập thấp hoặc đang phát triển sẽ gặp phải một số khó khăn như việc khan hiếm vaccine để dẫn đến khó mở cửa nền kinh tế. Ngoài ra, việc gián đoạn các hoạt động kinh tế và xã hội cũng làm mất đi nguồn nhân lực lao động có chất lượng mà nếu bình thường có thể sẽ tiếp tục được nâng cao trình độ. Việc suy giảm đầu tư nước ngoài và nợ công gia tăng cũng đe dọa sự phát triển kinh tế và xã hội. Ngay trong một quốc gia, tác động của đại dịch cũng không đồng đều. Các ngành dịch vụ như khách sạn, nhà hàng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì không thể đáp ứng được nhu cầu giãn cách xã hội. Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những người trẻ và người nhập cư là những người gặp rủi ro cao hơn về việc mất việc làm. Đó là vì họ thường làm những công việc phải tiếp xúc nhiều với khách hàng mà lại ở trong những vị trí khởi điểm của nghề nghiệp nên khả năng làm việc ở nhà và giữ công việc là rất thấp. Ngoài ra, với việc phục hồi của một số nền kinh tế đã dẫn đến việc tăng giá của một số mặt hàng quan trọng như năng lượng và thực phẩm. Điều này không những làm gia tăng lạm phát vượt vòng kiểm soát mà còn tạo thêm nhiều áp lực cho các hộ gia đình thu nhập thấp vốn đã gặp nhiều khó khăn vì mất việc trong thời gian vừa qua. Trong bối cảnh thế giới như vậy, tác động cho Việt Nam có thể là gì? Câu hỏi được đặt ra. Tôi thấy có hai thách thức cho Việt Nam. Đầu tiên thì để mở cửa, chúng ta cần vaccine. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải thực sự chủ động về nguồn cung. Thứ hai là phải chú ý bảo vệ những người yếu thế. Ngoài ra, những doanh nghiệp nhỏ cũng cần sự giúp đỡ của nhà nước. Trong một nghiên cứu gần đây mà đã có dịp hợp tác với Đại học Ngoại thương, chúng tôi nhận thấy các doanh nghiệp nhỏ gặp khó khăn trong việc tiếp cận với nguồn vốn. Đây là hình ảnh xe bus 2 tầng quay trở lại phục vụ du khách tại Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến đón khách quốc tế từ tháng 12, không yêu cầu cách ly. Nhưng đại dịch không chỉ mang đến thách thức mà cả đến cơ hội, không phải lúc nào cũng có. Thứ nhất là chuỗi cung ứng sẽ được sắp xếp lại. Thứ hai là làm việc từ xa
giúp Việt Nam tiếp cận gần hơn với thế giới. Và có điều thú vị là các nước đều sử dụng tài chính công để tạo cú hút cho nền kinh tế. Tháng 3 vừa qua, chính phủ Mỹ đã thông qua gói cứu trợ 1.900 tỷ đô la. Đến tháng 10 năm nay, Tổng thống Biden đã tiếp tục đề nghị một gói cứu trợ 1.750 tỷ đô la. Chính phủ Anh cũng vừa thông báo chính sách tài khóa cho các năm sắp tới với kế hoạch chi tiêu 150 tỷ bảng trong 3 năm từ 2022 cho đến 2025. Về mặt lý thuyết, việc gia tăng chi tiêu công sẽ tạo công ăn việc làm cho một bộ phận người lao động. Họ sẽ gia tăng chi tiêu, góp phần tạo thêm công việc làm cho những người khác. Cứ thế, việc chi tiêu ban đầu của chính phủ sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa, góp phần thúc đẩy sự phục hồi của nền kinh tế. Đây là hình ảnh Sài Gòn về đêm tấp nập xe cộ. Nhưng như vậy sẽ dẫn đến bội chi ngân sách? Câu hỏi cũng được đưa ra. Có một số yếu tố có thể làm giảm nỗi bội chi ngân sách. Thứ nhất là nợ công của Việt Nam năm 2020 chiếm khoảng 55% GDP, nằm dưới nợ trần 60% mà Quốc hội đã đưa ra vào tháng 7 vừa qua. Thứ hai là nợ công của Việt Nam được dự báo tiếp tục giảm trong các năm tới, đó là theo số liệu của Ngân hàng Trung ương Mỹ. Thứ ba là các nước cũng đang gia tăng trần nợ công. Điều này đang nằm trong kế hoạch của Quốc hội. Do đó Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa để chi tiêu công. Và chúng ta có thể nhìn vào kinh nghiệm các nước để rút ra bài học cho mình. Ví dụ như chính phủ Mỹ đã liên tục tung ra các gói cứu trợ để hỗ trợ cho các hộ gia đình vượt qua đại dịch. Chính phủ Anh cũng đã gia tăng mức lương tối thiểu lên 9,5 bảng một giờ. Cũng như các nước, các hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ ở Việt Nam đã phải chịu đựng việc ngưng trệ của nền kinh tế trong một thời gian rất dài. Việc tiếp sức cho họ vượt qua đại dịch là rất cần thiết. Thứ hai là Việt Nam cần chuẩn bị cho một trạng thái bình thường mới. Trong trạng thái này, xu hướng dịch chuyển của nền kinh tế sẽ là làm việc từ xa với những kỹ năng như làm việc với máy tính và hội họp qua mạng. Trong gói chi tiêu công của chính phủ Anh, chi tiêu cho khoa học cơ bản tăng lên gần 6 tỷ bảng một năm. Các chính sách về giáo dục và nâng cao khả năng làm việc của thanh niên cũng được đề cập. Đây là hình ảnh tin COVID-19 chiều ngày 4 tháng 11, cả nước có thêm 6.500 ca, trong đó riêng thành phố Hồ Chí Minh là 981 ca. Ngoài ra, các khu vực xa trung tâm với khả năng kết nối kém cũng được đầu tư để bắt kịp xu hướng mới. Đại dịch COVID-19 đã giáng mạnh vào nền kinh tế Việt Nam với thống kê chính thức cho hay tổng sản phẩm trong nước GDP quý 3 năm 2021 ước tính giảm 6,1% so với cùng kỳ năm trước. Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, đây là mức giảm sâu nhất kể từ khi Việt Nam tính và công bố GDP quý đến nay. Đây cũng là lần đầu tiên từ năm 2000 tăng trưởng trong một quý ghi nhận âm. GDP của quý 3 năm 2021 giảm sâu khiến GDP 9 tháng năm nay của Việt Nam chỉ tăng có 1,4%, thấp hơn năm trước. COVID-19 bùng phát đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động thương mại và dịch vụ. Tăng trưởng âm trong 9 tháng năm 2021 của một số ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn đã làm giảm mức tăng chung của khu vực dịch vụ và toàn bộ nền kinh tế. Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương đã nói như vậy. Bản tin của Nike Asia vào ngày 29 tháng 9 cũng ghi nhận việc kinh tế quý 3 năm 2021 giảm sâu, tăng trưởng GDP âm 6,1%. Nike Asia nói, con số GDP mới cho thấy sự chuyển đổi của quốc gia Đông Nam Á từ câu chuyện thành công của đại dịch sang nạn nhân bị ảnh hưởng nặng nề. Quý 3 thậm chí còn kém hơn hồi tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 là quý chậm nhất của Việt Nam kể từ năm 2000 với mức tăng trưởng chỉ có 0,39%. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ 6 ngày 5 tháng 11 năm 2021 với bản tin Tiến sĩ Lương Tuấn Anh, chi tiêu thế nào để hồi phục kinh tế Việt Nam đây? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.